Rồi, hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu điện nè. Có hai con Hitachi nè. Đó. Anh em lưu ý là dòng điện 100V ha. Đó, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển, vận chuyển khoảng đủ em bao ship ha. Hai con này gan nha. Rồi, con này thì chạy im hơn con bên đây. Con này bán giá 300 anh em. Đây có điều tốc cò ha, đảo chiều luôn nha anh em. Đó, có hai chế độ luôn nè. Rồi con bên tay trái 300. Rồi tiếp theo con này ha, con này bán cho anh em là 250. Con này nó hơi kêu nha anh em. Đó. Con này nó hơi kêu, vậy anh em mình khắc phục lại. 250 ha. Rồi, con thứ hai. Anh em mình mua thì cứ liên hệ em ha. 250 ha.